là thông tin về đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở huyện Đức Trọng. Với thế mạnh của một vùng đất phát triển đa dạng nhiều loại cây trồng vật nuôi, địa phương này luôn coi việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là chìa khóa để đổi mới nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hiện hầu hết các kỹ thuật canh tác mới đã được nông dân địa phương tìm hiểu và áp dụng. Trong đó, nhiều mô hình nông nghiệp thông minh mang lại thu nhập hàng tỷ đồng một hecta một năm. Việt Đức Trọng hiện có hơn 11.400 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tăng 452 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích nhà kính hơn 317 ha, diện tích nhà lưới 165 ha và diện tích tưới tự động ngoài trời hơn 10.920 ha. Ngoài ra bà con nông dân trong huyện còn quan tâm đầu tư sản xuất trên giá thể, sản xuất thủy canh, đầu tư công nghệ IoT và quản lý sản xuất nông nghiệp. Việc áp dụng công nghệ thông minh vào quá trình sản xuất nông nghiệp đã tạo ra rất nhiều thuận lợi. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người sản xuất đã có thể đo được độ pH, EC, chỉ số môi trường, ẩm độ, điều khiển tưới nhỏ giọt, ánh sáng, và thông gió, vân vân. Với hệ thống này, nông dân cũng có thể ghi lại được nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, định vị được vị trí sản xuất, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị sản xuất hiện cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền huyện đức trọng tiếp tục quan tâm và có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ khuyến khích nông dân tổ hợp tác doanh nghiệp phát triển diện tích nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị nông nghiệp của địa phương cung cấp nông sản an toàn cho thị trường